Đây là tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của anh Tuấn. Nguyên nhân nào để cho anh Tuấn phải đi làm xét nghiệm này? Tại sao tờ giấy bị xé? Bí mật của gia đình nạn nhân lần lượt được phơi bày. Cái này là chuyện riêng, không liên quan. Tình cảm vợ chồng của hai người có ổn không? Thì chuyện của anh hai tôi và chị dâu, hai người đó đang rạn nứt tình cảm. Chị ấy là bất đắc dĩ để gả cho anh. Anh Tường hả? Nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có gọi cho em nữa. Anh Tuấn! Những chứng cứ thuyết phục cùng lối suy đoán logic từ các thành viên đội trọng án. Từ hiện trường muốn tới khách sạn hoặc là muốn về nhà đều phải đi qua đường số 5 nơi phát hiện chiếc xe máy. Kẻ thủ ác liệu đã lộ diện? Thì phía chúng tôi vẫn có những hướng điều tra khác mà chị sẽ tăng thêm. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự đội trọng án 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.